Cây dứa dại là một vị thuốc mọc xung quanh chúng ta. Ngoài tác dụng điều trị bệnh sỏi thận, cây còn được sử dụng nhiều trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã rất là quen thuộc với các vị thuốc như là kim tiền thảo, cây râu mèo, hạt chuối hột, mã đề trong việc điều trị bệnh sỏi thận. Song dường như vẫn ít người biết đến và sử dụng quả dứa dại. Đây cũng là một vị thuốc được sử dụng để điều trị bệnh sỏi thận rất là tốt. Cây mọc hoang ở bờ suối, ven đê. Ngoài ra thì cây dứa dại còn được trồng ở nhiều nơi để làm hàng rào, ngăn trâu bò. Nhiều nơi còn trồng dứa dại làm để lấy lá, dệt đồ thổ cẩm, chiếu. Đọt non dứa dại còn được dùng để ăn. Đọt non, quả và rễ được dùng để làm thuốc. Rễ lấy về thì thái mỏng, phơi khô rồi dùng dần làm thuốc. Quả hái về thái mỏng, phơi khô hoặc là sấy để dùng sử dụng làm thuốc. Đọt non và rễ của dứa dại được sử dụng làm thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận, thông tiểu tiện và lòi giom. Quả dứa dại khô để điều trị bệnh tiểu đường, tiểu bút, tiểu rắt, bí tiểu, hỗ trợ điều trị bệnh thoát vị bệnh. Đối tượng sử dụng quả dứa dại là những bệnh nhân bị sỏi thận, bệnh nhân bị viêm bàng quang, nước tiểu vàng, tiểu rắt, bệnh nhân bị tiểu đường, bệnh nhân bị chứng lòi rom, bệnh nhân mắc thoát vị bệnh. Hiện tại thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đang có bán quả dứa dại khô. Các bạn có thể liên hệ các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc hoặc gọi đến số hotline để được chúng tôi tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.